Xin chào mọi người, mình là Tùng Nếm. Còn mình là Trà My. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Hôm nay trời khá là nóng bức. Tuy rằng là mới bước qua mùa xuân em mình nhỉ? Dạ vâng ạ. Mới từ xuân sang thôi, chưa đến hè đâu, thế mà trời đã nóng bức rồi. Thế nên là mình với My đã nghĩ ngay về việc là phải đi bơi. Tuy nhiên ấy, đi bơi ở cái trời nóng mà đi bơi ở cái chỗ biển hoặc là cái chỗ nào suối nước lạnh thì nó là một cái điều quá bình thường rồi em nhỉ? Dạ vâng. Hôm nay thì mình và My sẽ thử thách nhau bằng cái việc là tắm suối nước nóng. Và cái nơi mà mình và My đang đi bộ, các bạn có thể thấy là hai bên máy quay hay đứng đấy và quay chặt chậm thôi rồi. Cảnh đồi núi, sơn tỉ hữu tình, cứ quay từ từ thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ bật mí luôn cho mọi người này. Đây chính là cái suối nước nóng ở Trạm Tấu. Có thể nói đây là một trong những cái suối nước nóng mà đẹp nhất ở Yên Bái. Mặc dù là Yên Bái có rất nhiều nơi, ví dụ như là Tú Lệ này, Văn Chấn và Nghĩa Lộ đúng không em? Dạ vâng. Thì hôm nay thì My đã, vì là My là người Yên Bái nên My đã biết rất nhiều chỗ, nên My đã dẫn mình tới Trạm Tấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thật nhanh vào trong kia để xem ở trong đấy có những gì nhá. Let's go. Sau khi đi qua cái quầy bán vé với cái giá vé là 50.000 một người lớn và 20.000 cho trẻ em thì đây mọi người có thể thấy cái nguồn nước rất là đặc biệt của Tây Bắc mà ban quản lý đã dựng lên. Đây là một cái mình nghĩ là cũng là rất là hay ho ấy. Những người mà dưới xuôi lên anh nghĩ là ở đây họ không có biết nhiều đâu. Dạ vâng. Và theo như quan sát của anh nãy giờ thì anh thấy có tới tận 3 cái bể nước nóng ấy, đúng không? Ừ. Có lẽ là hai bể cho người lớn và một bể cho trẻ em thì phải. Cái bể trẻ em sâu kia bây giờ hãy nhờ máy quay đi đằng trước đi. Máy quay hay đi đằng trước đi. Đó, có rất nhiều cái cầu gỗ đi qua như này. Và chắc là máy quay đi nhầm hướng quá rồi. Đây. Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái bể nước này họ đang tu sửa rồi. Nếu như quan sát kỹ các bạn có thể thấy là đây ở phía trước mặt chúng ta là một cái tảng đá rất là lớn và ban quản lý, đây chính là cái đá tự nhiên luôn đấy nhá. Đá tự nhiên luôn và họ đã dùng những cái vòi nước kiểu kia nhỉ, xịt để cho nó lộ đá ra, trôi đi cái lớp đất, đúng lớp rêu. Đó, thì là nó sẽ lộ ra cái đá. Thì bây giờ chúng ta đi đến lại đây, gần đấy đi, xem thử trên này đi. Em có biết cái giá phòng ở trên này là nghỉ bao nhiêu tiền một phòng không? Em không nhầm thì là 300 một phòng. Mình nhưng mà nó cũng còn tùy theo cái thời điểm đúng không? Dạ vâng, chắc là tùy mùa nữa. Phòng ốc trên đấy rất là đẹp, cũng là lát nữa thì chúng ta sẽ lên trên đấy và xem thử nhá. Đây là một cái bể nước đang được xây thêm. Đó, mọi người có thể thấy là có anh công nhân này, anh đang xịt hết tất cả bỏ lớp đất đá kia. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái bể này thì anh nghĩ là nó sẽ chỉ để làm cảnh đúng không em? Bởi vì là trên kia lớp đất nó luôn luôn rơi xuống đúng không? Em cũng không biết nữa, có thể về sau họ sẽ cải tạo cái lớp đất này thành cái gì đó để cho nó không rơi xuống. Tại vì ra xây cái bể này thì có thể là để đi vào sử dụng. Chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào trong nhá. Mình nhờ máy quay một chút nhá, máy quay hãy soi xuống bể. Và các bạn có thể thấy là cái nguồn nước mạch nó đang chảy từ dưới lên này. Các bạn, máy quay có thấy rõ không? Máy quay zoom lên đi. Cho mọi người thấy rõ là nước nó đang chảy từ dưới đáy lên kia kìa. Và cái mạch nước của chúng ta nó bắt đầu từ cái bể con trên kia. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ vào để review phòng cho các bạn xem nhé. Đây là mình đã chọn một cái phòng nhỏ ở phòng số 5 ở trong chỗ Trạm Tấu này. My đang có vẻ rất là hào hứng và đang muốn là ngủ lại ở đây. Đấy có cửa luôn hả em? Mà mở đấy xem thử nào.
Wow. Wow, sao máy quay quá nào. Đẹp, hóng gió mát luôn. Đẹp luôn đấy nhở. Vâng. Đồng ruộng này. Ờ. Cây đào, đồi núi. Trời ơi đẹp quá. Hóng gió rất là mát. Sáng ngủ dậy mà thò người ra đây thì. Ồ, Mi có vẻ đang rất là hào hứng. À, bên cửa đấy thì là không có kính. Tuy nhiên là cửa bên này có kính này, để đảm bảo cho cái lượng ánh sáng nó vào phòng ấy, để cho chúng ta có thể đọc sách hoặc là làm việc đúng không? Góc này cũng rất là đẹp, nhìn xuống hồ bơi luôn. Ồ, em mở kính mở cửa cho anh xem thử nào. Ở đây có cả điện đúng không? Wi-Fi đầy đủ đúng không? Như vậy là bạn nào? Wi-Fi. Ừ. Đây có cái gì đấy? Cái khen à? Cái rổ đi bắt đấy. Bắt cua cái này. Con cái gái, thề. Đây là con gái, đây là con trai. À. À. Thì các bạn nữ sẽ thích, các bạn nhìn các bạn nam thổi kèn. Cái đựng gì á, cái rổ đựng gì. Hay sọt rác. Ờ sọt rác, rất đẹp. Đây, nhà tắm. Đây, nhà tắm đầy đủ. Ờ, nhờ. Đây, đẹp luôn. Mọi người thấy đầy đủ tiện nghi chưa? Chúng ta không phải sợ, nhiều bạn cứ nghĩ là homestay ở viền vùng núi thì nó sẽ bẩn đúng không? Không đầy đủ tiện nghi thì bây giờ mình thấy ở đây. Rồi. Xem lại một vòng nào. Anh nhìn ra cửa sổ đi. Trời ơi. Rất là đẹp luôn. Không biết là có order đồ ăn tại phòng được không? Chắc là có đấy anh ạ. Ừ. Nằm đây nhìn cái đấy nhỉ. Trời ơi, rồi ok. Đâu? Hello chị. Đẹp quá, góc này đẹp quá mọi người ạ. Thực sự rất là đẹp. Ôi cái trời quá ủng hộ, thời tiết quá ủng hộ mình luôn. Mà em nghĩ mấy phòng xung quanh đây nhìn view ra ngoài đều là đẹp ấy. Thôi mình đi tiếp nhá. Vâng. Ok, let's go. Giới thiệu với các bạn, đây là khu vực chính giữa của cái nơi mà chúng ta sẽ nghỉ lại. Và bên này là homestay, có lẽ là homestay cũ. Và cái phía bên phải này là màu vàng, nó là mới hơn thì... Ừ đúng rồi. Ồ, em ơi, cái nhà sâu trong rừng kia là nhà gì ấy? Đấy là nhà hàng ăn ạ. Ồ, các bạn có biết không? Ở cái từ phía chỗ nhà hàng ăn này nhá, chúng ta sẽ có một cái con đường lối sang Bắc Yên. Nếu như bạn nào mà đi Tà Xùa sau này, chúng ta có thể kết hợp sang suối nước nóng Trạm Tấu để thêm, coi như là thêm một địa điểm để chúng ta chơi. Xung quanh này không khí rất là thích. Mùa xuân cũng đẹp. Đây mùa xuân, có cây hoa đào luôn. Mọi người hãy nhìn cái cây hoa đào này, nó nở rất là đẹp luôn đấy. Và phía bên tay phải, phía bên phải kia của chúng ta là nhà hàng ăn và nhà để uống cà phê, uống nước, ngắm cảnh. Rồi. Hay là bây giờ mình đi bộ dần xuống đấy đi nhá. Vâng. Theo mình nghĩ ấy, theo anh nghĩ ấy, thì là vào cái mùa lúa chín ấy, hoặc mùa nước đổ ấy, là mọi người có thể ngồi đây và nhìn view cái cảnh ấy. Rất đẹp đúng không em? Đi xung quanh đây thì chỗ nào cũng đẹp và thơ mộng hết. Người dân đây bắt đầu đang trồng lúa rồi. Máy quay hãy đi đằng trước đi và cho mọi người thấy được hết cái cảnh, cái cánh đồng đó, mấy cái vùng nước kia nó bắt đầu chạy rồi kìa. Rồi nhạc chưa, nhạc Tây Bắc ấy, chứ còn đâu nữa, nhạc rất là trữ tình. Xa xa như trên cái bên trước mặt kia thì là có một cái đồi chè đúng không em? Dạ vâng, đồi chè. Và nếu như bạn nào mà muốn lên trên chỗ có một lái hái chè thì là có thể lên trên đó. Đây phía đằng sau chính là cái không gian để chúng ta ngồi uống nước đây này. Rất nhiều cái ghế đã được bày ở đó. Tôi có lẽ là không phải đợi lâu nữa. Anh nghĩ là mình phải xuống đây kia tắm rồi nhá. Dạ vâng. Chứ không anh cũng nóng lắm rồi. Mọi người chờ chút nhá, sẽ có một cái phần rất là đặc biệt và mình và My sẽ cùng nhau thực hiện. Yeah. Do you ever call back? Do you ever pick up on that phone? Stop pretending like... Đi ông. Mày quay, mày quay. Mày quay có nhìn thấy khói không? Có. Rồi, các bạn ơi, đây là cái giây phút cuối cùng mà mình với cả My đã chờ đợi từ suốt cái quãng đường nhở. Anh với em đã suốt chờ đợi suốt quãng đường. Các bạn có biết không, khi mà tắm vào thì cái suối nước nóng này mình rất là thích, khỏe. Nhất là bạn nào mà vừa uống rượu xong nhé, xuống đây nó thoải mái luôn nhỉ. Bởi vì ở trong đây nó có mang một cái lượng khoáng từ trong lòng đất ra, tinh khiết luôn. Và
Như lúc nãy mình có bật mí đấy, mình bật mí với khán giả là mình với cùng mình và My sẽ cùng làm chuyện đấy ở suối nước nóng. Các bạn có biết chuyện đấy là chuyện gì không? Cái nơi mà mình đang đứng này các bạn có thể thấy này, khói bốc lên nghi ngút và mình đang ở đầu nguồn của cái suối nước nóng Trạm Tấu này. Mình cùng My sẽ thử xem là với cái nhiệt độ nóng nhỉ em, liệu rằng là một quả trứng cả nó có thể chín ở đây được không nhá. Ok, bây giờ có thể máy quay có thể cho mỗi người một quả trứng được không? Rồi, đây là của em. Mình rất là chu đáo và chuẩn bị sẵn cái quả trứng ở tre. Bây giờ nhá, quả anh thì hơi bẩn nhá. Quả đây máy quay có thể soi để làm trứng xem là đấy. Đỏ và đây là cái này bẩn là của mình nhá, còn của My là sạch sẽ hơn chút. Thì bây giờ thì bây giờ là nhiệm vụ của mình và My là sẽ tìm cái chỗ nào nóng nhất để luộc, ai chín nhiều hơn thì người ấy sẽ thắng. Ok nhá. Rồi, My sẽ đi quanh quanh đây đi, còn anh sẽ tìm chỗ khác. Ấy. Đây này. Ừ đấy, cái chỗ đầu vòi ấy, chỗ đầu vòi đấy. Em đặt ở đấy. Rồi. Trơn quá. Hình em sợ nó nổi lên, liệu có nổi không nhỉ? Không nổi đâu. Rồi, máy quay cho đấy, ấn sát xuống xem đi quả trứng ở đâu. Để trong cái cục kia được không? Cái chỗ này nó sâu quá đúng không? Hay là để như này này. Đấy anh để tạm đi. Ui đây. Nóng chỗ này cơ mà. Ui công nhận ở từ dưới. Đây này, chỗ này này. Đây này, chỗ em này. Ừ. Đây này chỗ này nóng cực này. Bây giờ mình sẽ đặt đây nhá. Rồi bây giờ em sẽ chọn chỗ này nhá. Ủa, đây máy quay chọn đây nhá. Đây là My sẽ chọn chỗ này. Hay là mình sang bên kia đi nhá. Ừ. Rồi, thì đồng, anh em sang đây để đảm bảo công bằng không ạ của anh. Các bạn có biết không, anh cường là người mà đã khởi sáng cái toàn bộ cái khu này ấy, thì anh ấy có chia sẻ là nếu mà các bạn mà đến vào tầm khoảng 6 đến 7 giờ sáng ấy, tùy mùa ấy, thì nhưng mà đa phần là 6 giờ đến 7 giờ sáng chính là cái giờ vàng để chúng ta có thể thấy được cái lượng khói nó bốc lên rất là nhiều, kể cả là vào mùa đông hay là mùa hè. Đấy thì máy quay hãy cố đi lùi lại nhá. Sang cái khu vực kia mình thấy thích hơn, bởi vì là ngoài đấy là nó nóng hơn và nó lại có cả cái hòn đá ấy em nhỉ. Nhìn rất là thích. Đi tuy nhiên hơi trơn. Thế bây giờ mình sẽ đem quả trứng này của mình sang đây một cái chỗ này. Anh Cường có nói là ở cái đầu vòi đây bên này cũng có một đầu nữa. Tuy nhiên là mình không thấy là nó có chín được không. Đây, mình sẽ tìm chỗ cái nguồn ở đây nhé. À đây, khói đi rồi. Đây. Máy quay có thấy khói không? Nước sôi này. Đó. Nước sôi này. Rồi, máy quay nhờ nhá. Đây, máy quay nhá, mình sẽ đặt ở cái lỗ này nhá. Đây là quả trứng của tùng nếm nhá. Và để xem là cái quả trứng của chị em chín trước hay là của anh em chín trước nhá. Đặt lên này được không? Rơi em có rơi không? Thử xem. Nhà nó chỗ đấy có nước sôi luôn. Nó bồng bềnh ấy. Đây. Sôi nó sủi bọt. Đây. Khí trong lòng đất ấy. Cái khí. Em tưởng nó sợ. Đây. Các bạn có bên kia đó. Các bạn chơi không? Đây, máy quay cho mọi người có thấy. Đây chính là cái khu vực mà mình nhá. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hòa mình vào cái dòng nước lạnh thôi. À nước nóng rồi đó. Sướng quá. Đây là sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì bây giờ mình cuối cùng là anh với em sẽ thử xem nhá, kết quả xem nó như thế nào. Thì mình đang ở bên này thì mình sẽ lấy cái quả trứng của từng miếng trước. Để công bằng thì là My sẽ lấy quả của mình và mình sẽ lấy quả của My để đỡ bị cháo đổi trứng, hiểu không? Đấy. Quả anh để đâu rồi? Đấy, trong đấy cái lỗ này đấy. Rồi. Nào, giờ máy quay cho mọi người xem đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bể bơi bên này. Quả bẩn này. Rồi sang bể bơi bên này nhá. Ok nào. Ui khói kìa, mọi người thấy khói không? Lên không anh đổi trứng mất rồi. Trơn. Mọi người thấy khói không? Có. Trên máy quay có thấy không? Có chứ, nhưng mà chắc là không bằng mắt thật được. Cảm giác như động tiên nhỉ, nếu mà bây giờ các bạn đi cùng bạn gái hay như là gì? Gió mát, nắng vàng, nước ấm.
Rồi, đến chỗ này thì sẽ phải đi thần cẩn thận nhá. Mình đã chuẩn bị một cái bát ở đây rồi. Ui. Nào. Trứng ở từng ném. Nóng quá. Ui, ra đây nóng quá. Ui, nóng quá, trên này nóng quá. Đâu quả trứng của mình đâu. Kia. Ui, bên này nóng, thực sự nóng phải gấp đôi, có khả năng là anh thua rồi. Em nghĩ là anh thua. Ôi, chỗ này nóng, cực lắm. Nóng mà chỗ đấy. Ui, sức nóng. Ui, phải nó tia kia này. Ui, thôi bây giờ mình ra tới kia đi nhá. Đi, ra kia đi. Thử xem là thế nào. Mà có máy tay có mò không? Không. Quả của anh to hơn chắc chắn là sẽ thua. Anh không nghĩ thế đâu. Bởi vì anh biết cách chọn trứng lắm. Vì anh biết chỗ chọn chỗ đặt lắm. Các bạn nghệ thuật đặt trứng chỗ nào mà để nóng nhất gì hết thì mà chín được thì mới là điều quan trọng ấy. Không phải đặt vô tội vàng đâu. À, bây giờ thì ai đặt trước nhỉ? À, máy bay đẻ nhá. Ở dưới này. Sushi luôn. Sushi xem ai ấy. Đây mình sẽ đập quả trứng của ấy, anh thua thì ai đập trước? Thì em đập quả anh của anh trước chứ, đúng không? Đúng. Ok, bây giờ là mình sẽ hồi hộp, là em cầm bát đi, không Lâm Vương ở đây là anh Cường ấy mắng chết. Ôi giời. Wow. Thôi bảo xem cho mọi người xem kết quả đi. Nào. Vẫn còn sống nguyên. Vẫn còn sống nguyên. Ô không, thực ra là có hơi sệt sệt một tí. Thế em bỏ đi. Đây là nếu mà nhìn cái vỏ. Ừ đúng. Đó. Rồi em cứ bỏ cái vỏ đấy đi. Tức là có chín. Vậy thì nếu mà để khoảng 1-2 tiếng nữa nhỉ? Vâng, có lẽ nó sẽ chín. Rồi bây giờ mọi người hãy xem đây. Quả trứng của My. Anh em con trai chúng ta không có trứng nên là nó không thể chín được. Thì chúng ta sẽ thử nhá. Quả trứng của My đã nứt rồi này, mọi người có thể thấy máy quay. Và một thế lực nào đó hoặc là có là khả năng là có anh nào vừa nãy khách hàng đèo. Ngồi đấy đèo vào. Hồi hộp quá. Nó còn không xét như thế của anh. Thật không thể tin được. Thật không thể được. Vậy là kết quả ngày hôm nay thì mặc dù là cái quả trứng của mình đặt ở cái chỗ nguội hơn bên tay phải đúng không? Vâng. Tuy nhiên là mình đã giành chiến thắng, còn My đặt ở trên chỗ một cái khe rất là bí hiểm, nhiều lông rêu. Lông. Tuy nhiên là My đã là người thua cuộc. Vậy thì là anh nghĩ là cái truyền thuyết của cư dân mạng đồn thổi là suối nước nóng có thể làm chín trứng là không đúng đúng không? Cũng có thể đấy. Cũng có thể. Bởi họ đến mùa đông nước nó nóng hơn. Vậy thì nếu bạn nào mà đã từng thử luộc trứng ở suối nước nóng ấy thì hãy để lại comment. Nếu các bạn thành công để lại comment và cho mình biết cái địa chỉ đấy đúng không? Ở đâu để mình tới và kiểm luộc nghiệm tiếp. Luộc tiếp. Mình còn rất nhiều trứng, còn hai quả nữa cơ. Và mình sẽ xem là cái suối nước nóng ở vùng nào Việt Nam sẽ là nóng nhất nhá. Thế thôi nhở. Vâng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Và hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái suối nước nóng siêu đẹp ở Yên Bái. Mọi người nhớ là đến đây check in sống ảo và khoe với nếm nhá, cùng với cả My nhá. Bye bye mọi người, nhớ like, subscribe để ủng hộ đến trong các số tiếp theo, cũng như là để ủng hộ người đẹp My Trần Kim Trà My. Đừng soi. Lần đầu tắm suối. Không giờ. Bye bye mọi người nhá. Mình là Tùng Nếm. Thôi ạ. Tell me, tell me why we don't